Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào cái nội dung bài học. Trước khi đi vào tìm hiểu bài mới, thì cô sẽ kiểm tra lại kiến thức bài cũ để các em sẽ nắm được kiến thức tới đâu. Thì sau đây chúng ta sẽ làm bài tập. HIV lây truyền qua con đường nào sau đây? 1. Ho, hắt hơi. 2. Dùng chung bơm kim tiêm. 3. Bắt tay với người nhiễm HIV. 4. Dùng chung nhà vệ sinh. 5. Dùng chung cốc bát đĩa. 6. Qua quan hệ tình dục. 7. Truyền máu. 8. Mũi đốt. 9. Mẹ truyền sang con. Như vậy thì trong cái bài tập này các em sẽ xác định xem HIV lây truyền qua con đường nào. Thì ở đây HIV sẽ lây truyền qua cái con đường đó là dùng chung bơm kim tiêm, qua quan hệ tình dục, qua truyền máu và qua mẹ truyền sang con. Vậy thì chúng ta sẽ nắm được kiến thức HIV lây truyền qua được con đường nào ha. Rồi, như vậy thì các em thấy nè, trong cuộc sống nếu chúng ta có một chút bất cẩn như lúng túng, dùng xăng dầu không cẩn thận, làm chập điện, xây nhà vi phạm hành lang lưới điện, lạm dụng thuốc trừ sâu, hóa chất, bảo quản thực phẩm vân vân. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến những trường hợp này và tác hại của chúng ra sao? Và trước những cái tác hại đó thì pháp luật đã có những quy định như thế nào? Vậy thì để hiểu rõ vấn đề này thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái bài mới, đó là bài 15, phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Và trong kiến thức bài học này chúng ta sẽ nắm được cái nội dung như sau. Thứ nhất đó là chúng ta nhận dạng được các loại vũ khí thông thường, các chất cháy, chất nổ và chất độc hại. Thứ hai đó là chúng ta sẽ tìm hiểu tác hại của tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Và thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu những quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại. Nói tóm lại là trong cái bài học này chúng ta sẽ nắm được 3 kiến thức mà cần đạt như cô vừa nêu. Rồi, bây giờ trước tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 1 lớn đó, phần đọc vấn đề. Vậy thì cô yêu cầu các em đó là đọc phần đọc vấn đề 1 và quan sát một số hình ảnh sau. Thì các em mở sách giáo khoa ra, chúng ta sẽ đọc phần đọc vấn đề số 1 trang 41. Chiến tranh đã kết thúc, nhiều năm nhưng bom mìn, vật liệu chưa nổ vẫn còn ở khắp nơi, nhất là ở những địa bàn đã diễn ra cuộc chiến ác liệt như tỉnh Quảng Trị. Theo số liệu của Sở Y tế Quảng Trị thì trong vòng 10 năm, từ năm 1985 đến năm 1995, số người chết, số người bị thương do bom mìn gây ra là 474 người, trong đó 25 người chết và 449 người bị thương. Vậy thì các em sẽ quan sát cái hình ảnh đó là bom mìn. Hình ảnh thứ hai đó là máy bay Mỹ ném bom ở Việt Nam. Rồi, sau đó đó là chúng ta sẽ quan sát thêm cái hình ảnh thứ ba đó là bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Thì chúng ta nhìn quan sát những cái hình ảnh này thì chúng ta thấy đó là bom đạn thì nó vẫn còn rải rác ở rất nhiều nơi. Và nếu chúng ta như có một chút sơ suất hoặc là bất cẩn thì chúng ta cũng có thể dễ dẫn đến là nổ. Như vậy thì nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của con người. Vậy thì sau khi quan sát ba cái hình ảnh trên, như vậy thì các em cho cô biết lý do vì sao vẫn có người chết do bị trúng bom mìn gây ra và thiệt hại đó như thế nào. Vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu phần đọc vấn đề số 1, vậy thì chúng ta thấy rõ đó là chiến tranh kết thúc nhưng bom mìn và vật liệu chưa nổ vẫn còn ở khắp nơi. Điển hình là ở tại Quảng Trị, từ năm 1985 đến năm 1995, số người chết và bị thương là 474 người, trong đó có 25 người chết và 449 người bị thương. Vậy thì sau đây, trong cái sách giáo khoa đó là số liệu thống kê của Cục Phòng cháy chữa cháy. Cái số liệu nó đã cũ rồi, vậy thì cô sẽ cập nhật cái số liệu mới và các em quan sát tiếp. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, tháng 9 năm 2019, cả nước xảy ra 239 vụ cháy, nổ, làm 5 người chết và 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính gần 200 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm trên địa bàn cả nước xảy ra 2.959 vụ cháy, nổ, làm 76 người chết và 124 người bị thương và thiệt hại ước tính lên hơn 1.057 tỷ đồng.
Đó là cái số liệu thống kê. Chúng ta nghe thì chúng ta cũng đã thấy những cái thiệt hại nó gây thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng của con người. Rồi các em quan sát hình ảnh đó là một số hình ảnh đó là lính cứu hỏa đang thực hiện cái công tác đó là phòng cháy chữa cháy. Rồi quan sát tiếp cái hình ảnh đó là pháo, ga và xăng dầu. Thì đây là những cái chất nó có thể là dễ cháy nổ nhất. Rồi, đến phần số 3 là chúng ta sẽ tìm hiểu cái thống kê về Cục An toàn Thực phẩm. Đây là cái số liệu và cái thống kê này cô cũng đã cập nhật số liệu mới, nó không giống như sách giáo khoa nha. Mấy em theo dõi. Năm 2019, toàn quốc ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm, làm gần 2.000 người chết mắc, 1.918 người đi viện và 8 trường hợp tử vong. Như vậy thì so với năm 2018, số vụ giảm 32 vụ, chiếm 29,6%, và số mắc giảm là 1.478 người, chiếm 42,6%, và số đi viện giảm 1.135 người, chiếm 37,2%, và số tử vong cũng giảm 9 người, chiếm 52,9%. Như vậy thì cái số vụ an toàn thực phẩm của năm 2019, đầu năm 2019 thì so với năm 2018 thì nó cũng đã có cái số lượng đó là giảm đi rất là nhiều, và điển hình là cái số liệu các em vừa tham khảo. Rồi sau đây cô sẽ cho mấy em quan sát thêm một cái số cái hình ảnh, đó là trường hợp đó là người bị ngộ độc thực phẩm, và có những cái trường hợp đó là do chúng ta bị ngộ độc rượu. Hình ảnh tiếp theo đó là quan sát đó là bánh mì, bánh mì ngọt là thức ăn đã bị mốc trắng. Vậy thì đối với những cái loại bánh mì này khi chúng ta ăn, thì bất cứ những cái hàng hóa nào mà khi chúng ta ăn thì chúng ta phải xem kỹ cái hạn dùng, coi nó có hạn dùng còn được hạn sử dụng hay không, nếu không thì chúng ta bỏ chứ chúng ta không nên ăn. Và hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh về cơ sở làm mứt. Như vậy thì các em thấy cái hình ảnh cơ sở làm mứt này nó chưa có đảm bảo về cái việc mà an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi vì chúng ta nhìn cái quá trình chế biến của họ chưa có được sạch sẽ. Vậy thì nếu như không thực hiện cái đúng quy trình và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dùng thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như và tính mạng của con người. Cô đã cho mấy em quan sát ba cái thông tin về cái vũ khí cháy nổ và cái chất độc hại gây nên. Điển hình là ở cái đầu một nói về cái thiệt hại do tai nạn vũ khí, và cái thông tin phần số 2 đó là nói về thiệt hại do tai nạn cháy nổ, và cái thông tin thứ ba đó là nói về thiệt hại do các chất độc gây nên. Vậy thì đoạn số 1 đó là cô nói trong cái phần đọc vấn đề, còn đoạn số 2 và số 3 cô cũng liên quan đến phần đọc vấn đề nhưng mà số liệu cô cập nhật là mới. Nhưng nói tóm lại là nói về cái thiệt hại do tai nạn vũ khí cháy nổ và cái chất độc hại gây ra. Như vậy thì đối với những cái loại thiệt hại đó thì chúng ta cần làm gì để hạn chế và loại trừ những cái tai nạn đó? Thì trường hợp mà chúng ta để hạn chế và loại trừ những tai nạn đó thì chúng ta cần phải tuân theo quy định của pháp luật. Bởi vì chúng ta thấy là các tai nạn do vũ khí cháy nổ và cái chất độc hại gây ra rất nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần phải có quy định của pháp luật nhà nước để ngăn ngừa. Nếu không thì chúng ta không tuân theo quy định của pháp luật thì chúng ta thấy cái tình hình cháy nổ nó sẽ rất là nguy hại đối với tính mạng của con người. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái phần số 2 lớn, đây là chúng ta sẽ đi vào cái kiến thức bài học nha các em. Rồi, trong cái phần mà nội dung bài học này, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nhận dạng các loại vũ khí thông thường, các chất cháy, chất nổ và chất độc hại. Vậy thì sau khi chúng ta quan sát ba cái thông tin trong cái phần đọc vấn đề cô vừa nêu khi nãy đó, như vậy thì các em quan sát thêm một số hình ảnh sau. Hình ảnh thứ nhất đó là về cái nạn nhân mà bị đứa trẻ nó bị chất độc màu da cam, thứ hai đó là ga, và thứ ba đó là
thực phẩm đó là da heo. Thì các em thấy nó nhìn vào cái da heo hai bên đó thì một bên nó đã được là làm sạch trắng, còn một bên đó thì các em nhìn nó giống như nó đã cũ, thịt đã cũ, da đã cũ. Như vậy thì người ta làm cái chế biến thịt heo này đó là người ta cũng đang sử dụng hóa chất để ướp vào để làm trắng trắng cái da heo. Rồi hình ảnh tiếp theo đó là bơm, súng, đạn, pháo và xăng dầu. Vậy thì sau khi các em quan sát những cái hình ảnh này như vậy thì các em hãy phân loại cho cô đâu là những cái hình ảnh này, đâu là vũ khí, đâu là chất cháy, đâu là chất nổ. Vậy thì sau khi quan sát cái hình ảnh trên thì chúng ta cũng nhận thấy được điều đó là các loại vũ khí thông thường thì chúng ta bao gồm đó là súng, đạn, lựu đạn, bơm mìn, lưỡi lê, vân vân. Và trong đó các chất nổ thì có thuốc nổ, thuốc pháo và ga, và chất cháy thì gồm có xăng và dầu hỏa. Và tiếp theo nữa là chất độc hại thì gồm có chất phóng xạ, chất độc da cam, thuốc bảo vệ thực vật và thủy ngân. Thì đó là cái nội dung mà bài học chúng ta cần phải ghi bài. Đó là nhận dạng được cái loại vũ khí thông thường, chất cháy, chất nổ và chất độc hại. Đó là nội dung bài học chúng ta ghi bài ha. Rồi, vậy thì trước những cái tai nạn do vũ khí cháy nổ, chất cháy và chất độc hại gây nên thì những cái tác hại đó nó sẽ gây ra như thế nào? Thì để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đi sang cái phần số 2, tìm hiểu tiếp phần số 2, đó là tác hại của tai nạn do vũ khí cháy nổ và cái chất độc hại gây nên. Em hãy nêu một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gây cháy nổ. Vậy chúng ta tìm hiểu thử coi nguyên nhân nào có thể dẫn đến gây cháy nổ. Thì cháy nổ thì các em thấy quan sát trong cái phần đặt vấn đề hồi nãy đó, máy bay Mỹ ném bom ở Việt Nam đó, thì các em thấy là số lượng bom mìn nó còn sót lại ở Việt Nam rất là nhiều. Thì đó là hậu quả thứ nhất. Nguyên nhân thứ nhất đó là do hậu quả của chiến tranh. Cái thứ hai nữa là do sơ suất bất cẩn khi chúng ta sử dụng vũ khí hoặc là chất cháy nổ, là do chúng ta không cẩn thận trong quá trình sử dụng cái loại vũ khí và cháy nổ. Hoặc là trường hợp tiếp theo, nguyên nhân tiếp theo nữa là do con người thiếu hiểu biết, chúng ta không có tìm hiểu về cái nguyên nhân mà gây cháy nổ. Thì trong quá trình chúng ta bất cẩn thì chúng ta cũng có thể hoặc là do không có đủ kiến thức thì nó cũng thể dẫn đến cháy nổ. Rồi nguyên nhân tiếp theo đó là không tôn trọng pháp luật. Vậy thì có những cái trường hợp đó là biết nhưng mà vẫn phạm luật. Ví dụ như những cái trường hợp vừa rồi thì các em thấy là giá xăng cũng rẻ, cho nên là đa số người dân đó là lấy cái can để mua và cái số lượng xăng đem về nhà và tích trữ rất là nhiều. Như vậy thì đó cũng là một trong những nguyên nhân cũng có thể dẫn đến đó là gây cháy nổ. Rồi các em quan sát cái hình ảnh đó là cháy nổ do xăng dầu, thì chiếc xe cũng bốc cháy, rồi cơ sở mà bán xăng nó cũng bốc cháy, cho nên là người ta mới lấy cái ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy đó là ngày 4 tháng 10 hàng năm, lấy cái ngày này để cái hạn chế cái tình trạng mà cháy nổ do xăng dầu gây ra. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu cho cô con nguyên nhân nào do chất độc gây nên. Thì trong cái nguyên nhân do chất độc gây nên thì các em tìm hiểu thứ nhất đó là do sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sai quy định. Ví dụ như là chúng ta trồng rau hoặc là cái loại trái cây mà chúng ta sử dụng thuốc nó quá nhiều, quá liều lượng thì nó cũng thể gây nguy hiểm đối với người dùng nếu như họ không biết. Thứ hai nữa là nguyên nhân thứ hai nó là do chúng ta ăn các loại cá có chất độc, ăn mà chúng ta không tìm hiểu coi cá đó nó có gây nguy hại gì, nó có thể là có những cái chất độc gì mà gây nguy hại đối với sức khỏe của chúng ta nếu chúng ta vô tình, hoặc là chúng ta cố tình ăn vào những loại cá này thì cũng có thể là gây nguy hiểm đối với tính mạng của mình. Và nguyên nhân thứ ba nữa là do chúng ta ăn thực phẩm ôi thiêu. Vậy thì các em cũng là học sinh thì đôi khi chúng ta ăn uống những cái hàng hóa ở những cái tiệm tạp hóa đó, thì trước khi chúng ta ăn cái món gì thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái ngày sản xuất, cái hạn dùng, coi nó có được hay không. Nếu đủ
Nếu hạn dùng mà còn sử dụng được thì chúng ta hãy ăn. Rồi nguyên nhân thứ tư đó là do ô nhiễm nguồn nước. Vậy thì ô nhiễm nguồn nước đó là do rất là nhiều nguyên nhân trong trường hợp này. Đó là sử dụng rác thải chúng ta thải xuống nguồn nước nè, hoặc là không thực hiện đúng cái quy định của nhà nước, của một số cơ sở sản xuất kinh doanh, đó là không thực hiện nghiêm cái quy định về cái bảo vệ môi trường và thải nước thải ô nhiễm ra cái nguồn sông, ra nguồn nước. Hoặc là do chúng ta sử dụng cái thuốc trừ sâu rồi những cái chai nhựa là chúng ta thải xuống cái nguồn nước đó, thì chúng ta cũng có thể là gây ra cái nguồn nước, làm cho cái nguồn nước nó bị ô nhiễm, và vô tình thì chúng ta không biết, thì khi chúng ta sử dụng vào thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu những cái nguyên nhân trên, vậy thì các em cho cô biết rồi tác hại của tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc gây nên sẽ có hại như thế nào đối với con người và xã hội. Vậy thì những cái tác hại đó thì trước tiên chúng ta thấy nó là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn thiệt hại đến tài sản cá nhân, gia đình, quốc gia. Và nếu như chúng ta sử dụng cái vũ khí thì chúng ta cũng có thể là cháy nổ, vũ khí cháy nổ đó thì nó cũng có thể làm cho mình bị tàn phế, hoặc là do ô nhiễm môi trường dẫn đến cái trường hợp đó là chết người. Vậy thì nói tóm lại là tác hại của tai nạn do vũ khí cháy nổ và chất độc hại gây nên thì nó sẽ gây tổn thất to lớn cả về người và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội. Thì đó là cái nội dung bài học của cái phần số 2 gây tác hại của tai nạn do vũ khí cháy nổ và chất độc hại. Vậy thì đó là kiến thức của nội dung bài học phần số 2. Các em ghi cái nội dung này vào. Vậy thì sau khi các em ghi cái nội dung kiến thức bài học này vào thì các em cũng liên hệ đến tình hình thực tế ở địa phương mình về cái việc mà cháy nổ hoặc là do ngộ độc thực phẩm nó gây nên, thì các em liên hệ thử coi xem để tìm hiểu thử coi đó là nguyên nhân như thế nào để chúng ta có các cách mà phòng tránh. Các em quan sát cái hình ảnh tiếp theo đó là nạn nhân bị chất độc màu da cam. Thì cái hình ảnh này thì các em thấy những cái người mà nuôi và những cái người mà bị chất độc màu da cam á, thì các em thấy là hoàn cảnh của họ rất là đáng thương, cần phải có người chăm sóc và giúp đỡ mình trong cuộc sống cũng như là trong suốt đời của mình. Như vậy thì các em thấy đó, họ sẽ trở thành một gánh nặng của gia đình và gánh nặng của xã hội. Vậy thì sau khi các em quan sát cái hình ảnh trên, vậy thì các em cho cô biết thôi, theo em có biện pháp nào để giúp ngăn ngừa những hậu quả do vũ khí cháy nổ và các chất độc hại gây nên? Biện pháp để giúp ngăn ngừa những cái hậu quả do cháy nổ và chất độc hại gây nên, thì trong cái phần này thì biện pháp thì trước tiên thì đối với tất cả mọi người thì chúng ta phải nâng cao hiểu biết. Họ có hiểu biết rồi họ mới có ý thức tự giác và chấp hành tốt cái việc đó là gây ra cái cháy nổ và các chất độc hại. Khi tìm hiểu kỹ thì dĩ nhiên họ sẽ có ý thức và thực hiện. Thứ hai nữa là chúng ta phải tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước để biết đó rằng đó là cái quy định, và phổ biến cho nhiều người biết để họ có ý thức chấp hành. Và thứ ba đó là nghiêm chỉnh bản thân của chúng ta, thì chúng ta phải biết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đã nói là pháp luật quy định thì chúng ta phải chấp hành. Sau khi chúng ta tìm hiểu cái tác hại của tai nạn do vũ khí cháy nổ và chất độc hại gây nên, thì các em thấy nó rõ ràng nó cũng đã gây tổn thất to lớn cả về người và tài sản, không chỉ cho cá nhân, cho gia đình mà còn cho xã hội nữa. Vậy thì trước những cái tác hại đó thì pháp luật có những quy định gì về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại? Thì để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đi sang phần số 3 nhỏ, đó là tìm hiểu những quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Vì trong phần này các em sẽ tìm hiểu cho cô rồi để phòng ngừa hạn chế các tai nạn do vũ khí cháy nổ và chất độc hại gây nên, nhà nước đã ban hành những quy định gì? Thứ nhất,
là cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại. Thứ hai là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở, sử dụng vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại phải được huấn luyện chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ các quy định về an toàn. Rồi, đó là nội dung bài học về cái quy định của nhà nước về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại. Rồi khi các em tìm hiểu thì chúng ta cũng phải nắm rõ cái nội dung bài học này để chúng ta chấp hành tốt những cái quy định của pháp luật cũng như của nhà nước. Đây là phần nội dung bài học, thì các em cũng ghi cái nội dung bài vào. Rồi sau đây cô cũng sẽ trích cho mấy em tìm hiểu cái điều 13 của luật phòng cháy chữa cháy về các hành vi bị nghiêm cấm. Khoản 1. Cố ý gây cháy nổ làm tổn hại đến tính mạng sức khỏe con người, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Khoản 2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy, chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Số 3 đó là lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Khoản 4 đó là báo cháy giả. Khoản 5 đó là sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy nổ, vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được nhà nước quy định. Thì đó là cái hành vi nghiêm cấm trong cái luật phòng cháy và chữa cháy. Thì sau đây các em muốn tìm hiểu thêm cái những hoạt động trên mà nếu mà cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào, thì các em sẽ tham khảo thêm cái luật hình sự năm 2015, cụ thể là điều 304, 305 và 306. Vậy thì các em thấy là trong cuộc sống, việc sử dụng vũ khí không phải ai cũng sử dụng được, mà sử dụng vũ khí là phải do nhà nước quy định. Vậy thì nhà nước quy định như thế nào về việc sử dụng vũ khí? Thì chúng ta thấy trước tiên đó là vũ khí nó là của quốc gia và không ai có quyền chế tạo, tàn trữ, sử dụng, buôn bán và chiếm đoạt. Tất cả những người có vũ khí bất kể bằng nguồn gốc nào, tước đoạt, nhặt được, tặng mua, vân vân, chúng ta đều phải kê khai và nộp cho nhà nước. Và đối với những người mà được mang vũ khí để làm nhiệm vụ thì phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Và được người được giao nhiệm vụ đó là mang vũ khí thì phải giữ gìn cẩn thận, không để mất, không để người khác sử dụng. Và khi nhà nước chức trách yêu cầu kiểm tra thì phải xuất trình cái giấy phép vũ khí và không được từ chối. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta được phép thực hiện theo đúng cái quy định của nhà nước về việc sử dụng cái loại vũ khí. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp theo cái về cái việc mà ở trường học thì các em thường tiếp xúc với những dụng cụ gì có thể gây sát thương, chất nào gây dễ cháy nổ, chất độc hại và em sẽ làm gì để phòng ngừa các tai nạn đó. Vậy thì đối với cái câu hỏi này chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở trường học các em sẽ tiếp xúc những cái vật nào, những dụng cụ nào có thể gây sát thương, chất cháy nổ và các chất độc hại. Vậy thì dụng cụ có thể gây sát thương thì chúng ta sẽ có những cái dụng cụ sao, dao, kéo, cơm ba, đó những dụng cụ có thể gây sát thương đó mấy em, đó là những cái vật mà bén nhọn. Rồi về cái chất cháy nổ thì đó là cồn, que diêm, hóa chất và điện, đó là chúng ta là sử dụng trong quá trình mà học tập và đặc biệt là về cái môn thực hành. Và chất độc hại đó là hóa chất, người còn gọi là axit. Hoặc là chúng ta sử dụng quà bánh hàng rong, đồ chơi bán ngoài cổng trường, không rõ nguồn gốc, những cái thì cái chất đó nó cũng có thể gây độc hại cho con người. Vậy thì đối với những loại dụng cụ trên, thì để mà tránh cái việc mà gây sát thương cho mình, thì chúng ta phải phòng ngừa cái tai nạn đó như thế nào? Thì trước tiên thì bản thân chúng ta phải tuân thủ quy định về an toàn trong các phòng thí nghiệm. Ví dụ như môn hóa nè, môn lý, môn sinh, môn công nghệ vân vân. Thì trong quá trình mà chúng ta học tập những môn này thì có những loại dụng cụ này thì chúng ta cũng không nên đùa giỡn, nghịch phá, không
không mang theo các vật nhỏ nguy hiểm và không cần thiết. Cho nên ở trường của chúng ta thì cũng có đôi khi đó là một số cái anh công an đến để chúng ta tìm, để chúng ta hợp tác với các chú công an đó, là chúng ta có mang theo cái vật nhọn không đó. Thì cũng có những cái trường hợp mà đột xuất thì các chú công an kiểm tra cái cặp của mình đó, thì chúng ta cũng hợp tác để phối hợp tốt để tránh cái trường hợp có thể là gây sát thương cho người khác nếu như chúng ta sử dụng cái vật nhọn, đặc biệt là dao. Vậy thì là học sinh, để hạn chế những cái tai nạn xảy ra thì chúng ta phải làm gì? Thì trước tiên bản thân của chúng ta là một sinh thì chúng ta cũng không nên tò mò nghịch ngợm với các loại vũ khí, cũng không nên đốt lửa gần khu vực để săn ga và các chất dễ cháy. Rồi, cũng không nên tháo dỡ đập đốt các vật lạ. Thì đối với những cái vật lạ đó thì chúng ta cũng không nên tò mò, cũng không nên tháo dỡ nó ra để chúng ta xem cái gì trong đó thì cũng rất nguy hiểm. Và đặc biệt là chúng ta cũng không nên giấu giếm gia đình, cơ quan công an về những cái chất mà gây nổ gây nguy hiểm. Ví dụ như những cái trường hợp mà khi mà Tết đến đó, thì các em thường thường là mua cái dụng cụ và đặc biệt là pháo đó để dạy chúng ta mà chơi đó, thì nó cũng rất là nguy hiểm, và nếu như công an phát hiện được thì chúng ta sẽ bị xử lý. Khi nãy chúng ta đã tìm hiểu về ở trường học thì chúng ta sẽ tiếp xúc những loại dụng cụ nào có thể gây sát thương. Như vậy thì ở gia đình thì chúng ta sẽ thường tiếp xúc những dụng cụ gì có thể gây sát thương, và chất nào dễ gây cháy, chất độc hại, và em sẽ làm gì để phòng ngừa các tai nạn đó. Thì gia đình chúng ta sẽ cũng tiếp xúc những loại gây sát thương như thế nào, đó là dao, búa, kìm, kéo là những dụng cụ có thể gây sát thương, và những chất cháy gia đình mình đó là ga, điện, xăng dầu, đèn cầy, vân vân. Và chất độc hại là chúng ta ăn phải những cái nấm độc, trứng cóc, cá nóc, hoặc là thức ăn ôi thiêu, hoặc là các loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng như rau, củ quả. Thì khi chúng ta trước khi chúng ta ăn thì chúng ta cũng nên ngâm lại bằng nước muối và rửa sạch lại thì trước khi chúng ta dùng. Vậy thì cách phòng ngừa trong cái trường hợp này chúng ta phải làm gì? Đó là cẩn thận khi sử dụng các dụng cụ sắc nhọn, bảo quản an toàn để xa tầm tay trẻ em, ăn uống thì phải hợp vệ sinh, ăn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc còn hạn sử dụng. Thì đó là cách phòng ngừa để chúng ta có thể hạn chế những cái tai nạn gây ra ở gia đình của chúng ta ha. Ở gia đình em đã làm gì để thực hiện các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại? Vì chúng ta thực hiện đúng những cái quy định của ở gia đình mình để phòng ngừa tai nạn vũ khí nè. Vậy thì đối với những cái bình ga mà sau khi chúng ta đã sử dụng xong đó thì chúng ta nên khóa ra lại, và khi ra khỏi nhà thì chúng ta phải biết tắt hết điện khi ra khỏi nhà. Và trong ăn uống thì chúng ta nên giữ cái nguyên tắc đó là thực hiện cái việc ăn chín uống sôi. Và đối với những cái loại thực phẩm thì chúng ta phải sử dụng, khi sử dụng nó thì phải biết rõ nguồn gốc và ăn những cái thực phẩm mà sạch, rau sạch. Đó là cái cách để chúng ta có thể là phòng ngừa những cái tai nạn do vũ khí và cháy nổ gây ra ở gia đình của mình. Nếu chúng ta có ý thức và chấp hành tốt thì dĩ nhiên có nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế cũng như tránh được những cái tai nạn do vũ khí cháy nổ và chất độc hại gây nên. Vậy thì đối với công dân và học sinh sẽ có nhiệm vụ gì để phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại? Vậy thì không chỉ riêng học sinh mà tất cả các công dân thì chúng ta phải phòng ngừa, có nhiệm vụ phòng ngừa. Thì để phòng ngừa mà có hiệu quả thì trước tiên đối với mỗi người thì chúng ta phải tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại. Nhớ mấy em, trước tiên là chúng ta phải tự giác tìm hiểu các quy định. Thứ hai là chúng ta đối với những người thân trong gia đình của mình, bạn bè và những người xung quanh thì chúng ta phải tuyên truyền và vận động họ và thực hiện tốt các quy định trên. Và đặc biệt là đối với những cái hành vi mà vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm những quy định trên thì chúng ta phải có cái hành vi tố cáo những hành vi vi phạm đó để tránh những cái rủi ro
có thể là xảy ra trong cuộc sống. Thì đó là cái nhiệm vụ của công dân và học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại. Vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu cái nội dung kiến thức bài này về cái phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ ở trường, ở gia đình, chúng ta phải làm gì để thực hiện và để hạn chế những cái tai nạn nó rõ xảy ra, thì bản thân của chúng ta sau khi học xong bài này thì chúng ta phải nắm vững được những cái quy định của pháp luật, hiểu rõ được tác hại của nó và biết cách để chúng ta cảnh giác đề phòng và hạn chế cái tai nạn nó xảy ra. Thì chúng ta phải vận động và tuyên truyền mọi người cùng thực hiện cũng như ý thức chấp hành tốt về cái quy định của pháp luật để chúng ta thực hiện tốt cái việc đó là phòng chống tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại gây nên. Thì bài học đến đây là kết thúc. Sau đây chúng ta sẽ ôn tập lại những cái kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu. Trước tiên đó là chúng ta sẽ làm cái bài tập thứ nhất. Em sẽ làm gì khi thấy bạn bè hoặc em nhỏ chơi nghịch lửa hoặc các vật lạ? Chị thì chúng ta sẽ làm gì đây để có thể là không có thể mà không xảy ra được tai nạn? Thì đối với những em nhỏ hoặc là bạn bè mà nghịch lửa hoặc chơi các vật lạ, thì đối với những cái hành vi này thì trước tiên chúng ta phải ngăn cản, và sau đó chúng ta sẽ giải thích để các bạn hiểu được tác hại và hậu quả của hành vi mà mình làm. Và chúng ta sẽ khuyên bạn không nên chơi những cái trò chơi nguy hiểm đó. Khi chúng ta đã ngăn cản rồi, đã giải thích rồi, cũng đã khuyên bạn rồi nhưng mà bạn vẫn cố tình không nghe, thì khi này chúng ta sẽ có cái trách nhiệm báo cho người lớn biết để họ có thể là giúp đỡ hoặc là ngăn chặn kịp thời những cái vật đó có thể gây nguy hiểm đối với mình. Rồi bài tập số 2, đó là thấy có người mới phun thuốc trừ sâu cho rau đã hái đem bán. Vậy thì trường hợp đó là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đó là sai quy định. Thì sử dụng cái thuốc trừ sâu cho rau đó, mà khi mới sử dụng thuốc mà đem đi bán, thì trong trường hợp này chúng ta phải làm gì? Nếu như chúng ta biết thì trước tiên chúng ta phải ngăn cản người hái rau để họ không tiếp tục hái. Nếu đã hái rồi thì không nên đem bán. Và sau đó chúng ta sẽ giải thích để người bán rau hiểu được cái tính chất nguy hiểm của việc làm đó và quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân trong thực hiện quy định. Khi chúng ta đã ngăn cản rồi, để giải thích cho người cái bán rau hiểu được cái tính chất nguy hiểm rồi, mà nếu như họ vẫn không nghe thì chúng ta sẽ báo cho người có trách nhiệm ở địa phương biết và báo cho người mọi người biết rau đó là rau không an toàn, chúng ta không nên ăn. Thì đối với những cái trường hợp đó thì đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể hạn chế được cái những cái tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp cái bài tập số 2. Chúng ta sẽ chọn cái phương án đúng không em? Theo em, những hành vi việc làm nào dưới đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại? Câu A, cưa bơm đạn chưa nổ để lấy thuốc nổ. Câu B, bồ đòi bắn pháo hoa nhân ngày Tết Nguyên Đán. Câu C, đốt rừng trái phép. Câu D, công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm. Câu D, báo cháy giả. Câu E, cho người khác mượn vũ khí. Câu G, sản xuất, tàn trữ, buôn bán pháo, thuốc nổ. Vậy thì đối với cái bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua hành vi việc làm nào là quy định về vi phạm quy định về phòng ngừa. Thì việc làm nào vi phạm thì chúng ta sẽ chọn thêm em. Vậy thì trong cái bài tập này đó là cưa bơm đạn chưa nổ để lấy thuốc nổ, thì chúng ta đã có việc làm hành vi vi phạm rồi. Rồi đốt rừng trái phép. Rồi báo cháy giả. Rồi cho người khác mượn vũ khí. Thì khi nãy đó, trong cái quá trình mà học thì cô cũng đã giải thích cho mấy em hiểu là những người nào được sử dụng vũ khí và những người được mà nhà nước giao mà cho sử dụng vũ khí thì phải chấp hành tốt những cái quy định, và đặc biệt là không cho người khác mượn. Như trường hợp này thì chúng ta cho người khác mượn có nghĩa là chúng ta đã vi phạm quy định của nhà nước về việc sử dụng vũ khí. Rồi tiếp theo đó là sản xuất, tàn trữ, buôn bán pháo và thuốc nổ. Thì đó là những hành vi việc làm vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ. Thì đó, những việc làm này để chúng ta biết đã vi phạm rồi thì trong cuộc sống tuyệt đối chúng ta không nên
thực hiện hả mấy em. Rồi, đây là hình ảnh cưa đục bơm. Thì khi các em quan sát cái hình ảnh này thì các em nghĩ thử coi chuyện gì sẽ xảy ra. Thì quan sát cái hình ảnh này thì cái chuyện mà cưa và đục bơm thì các em thấy rõ một điều thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nếu như cái loại bơm mìn này nó có thể là gây nổ, gây phát nổ bất cứ lúc nào, và tính mạng của hai người này có thể là đe dọa, bị đe dọa. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta khi gặp những cái vật lạ nguy hiểm thì chúng ta không nên tò mò, chúng ta cũng không nên nghịch ngợm phá vỡ nó ra thì nó sẽ gây nguy hiểm. Và đối với những cái trường hợp này chúng ta gặp thì chúng ta sẽ báo cho người lớn hoặc người có trách nhiệm chức năng để họ biết và xử lý những cái trường hợp này. Và tuyệt đối chúng ta còn nhỏ thì chúng ta cũng không nên tò mò nghịch phá. Rồi, đó là cái nội dung kiến thức mà bài học chúng ta vừa tìm hiểu. Sau đây đó là công việc ở nhà các em cần phải làm. Thì đối với bài học này thì các em sẽ học bài và làm cho cô bài tập 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô cái bài 16, quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Vậy thì trong cái bài 16 này có hai phần chúng ta tìm hiểu, đó là một là đặt vấn đề. Vậy thì trong phần đặt vấn đề này các em cũng tự đọc và tự tìm hiểu phần đặt vấn đề. Tiếp sau cô chỉ hướng dẫn mấy em cái phần đặt vấn đề đó thôi. Rồi, cái phần hai lớn đó là chúng ta sẽ xem cái nội dung bài học. Và đặc biệt trong cái nội dung bài học đó là một ba phần 2 trong sách giáo khoa đó là các em học sinh tự đọc ha. Rồi, trong cái nội dung bài học, cái phần mà các em cần tìm hiểu đó là thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Phần số 2 nữa là kiến thức thứ hai chúng ta tìm hiểu là tìm hiểu trách nhiệm của nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân. Và kiến thức thứ ba là chúng ta tìm hiểu nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng tài sản của người khác. Thì đó là kiến thức bài học mà các em còn phải tìm hiểu để chúng ta nắm rõ. Rồi, trong cái bài số 16 này, cô sẽ dạy cho mấy em tích hợp thêm một cái câu tấm gương Hồ Chí Minh, đó là bài 7 Người Công giáo ghi ơn Bác. Vậy thì để tiết học này có hiệu quả thì các em phải lấy cái sách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ra, các em đọc bài số 7 Người Công giáo ghi ơn Bác. Thì trong cái câu chuyện Hồ Chí Minh các em sẽ đọc truyện và trả lời câu hỏi cho cô, đó là tấm thiếp mà Bác gửi cho Đinh Mục Ngọc nói lên điều gì, và câu chuyện này em học được đức tính gì ở Bác. Thì đó là nội dung kiến thức mà các em cần phải học và chuẩn bị ở nhà. Tiết học kết thúc, cô chúc các em học tốt.